hello, xin chào mọi người. À, hôm nay thì mình lại tiếp tục gửi đến mọi người những cổ phiếu và những cơ hội đầu tư mới anh chị. Đó, thì hôm nay thì sau hai cái video về cổ phiếu thủy sản, mình cũng sẽ gửi đến anh chị em hai cổ phiếu khác của một cái nhóm ngành là nó là một cái ngách của nhóm cổ phiếu bất động sản. Đó, đó là một cái nhóm cổ phiếu nhỏ của nhóm bất động sản anh chị đấy thì đối với những cổ phiếu này thì mình cũng chỉ khuyến nghị đánh với những cái vị thế ngắn thôi ngắn và với tỷ trọng nhỏ đó anh chị khoảng 10% trăm tài khoản cho một mọi... mỗi cái vị thế thôi ha rồi thì uh, trước mắt thì thời điểm hiện tại thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về dc 4 và hS và hS là một cổ phiếu mà uh, tương đối khá là khỏe trong ngày hôm nay khi mà vẫn giữ được cái mức giá trần đó anh chị đó, thì dc 4 ngày hôm nay thì cũng có một cái mức bật tăng khá là tốt đó DC4 ngày hôm nay đây đều là hai cổ phiếu tăng trần ngày hôm nay <laughs> đó, và gần như cái phong cách đánh ở thời điểm hiện tại nó sẽ không giống với thời điểm trước là chúng ta chỉ mua ở những cái điểm mà nó hỗ trợ những cái điểm an toàn đúng không anh chị mà hôm nay mình lại giới thiệu cho anh chị hai cổ phiếu trần đó tại vì mình thấy xu hướng của những cổ phiếu này khi mà nó bắt đầu nó có những cái nhịp rũ lại thì đó toàn là những cái cổ phiếu mà anh chị em có cơ hội mua được không phải là chúng ta đu mua giá trần giá xanh ngày mai luôn mà chúng ta phải mua ở những nhịp rũ nha thì hai cổ phiếu này nó sẽ có những cái tính chất là nó hơi khác đó tại vì nhóm bất động sản không phải là một nhóm mạnh ở thời điểm hiện tại nha nên chúng ta phải chú ý là chúng ta chỉ mua trong những cái nhịp điều chỉnh đối với những cổ phiếu này à, thì à, đối với cổ phiếu DC4 ngày hôm nay nha, thì C4 hôm nay chúng ta sẽ xem cái khối lượng giao dịch ngày hôm nay cổ phiếu giao dịch nó khoảng là 690 000 Và còn dư mua là khoảng 85 000 giá trần Đó có nghĩa là sáng mai nó hoàn toàn có thể tiếp tục mở cửa xanh Nhưng chúng ta sẽ không mua ở giá xanh anh chị Không mua ở giá xanh và với cổ phiếu này nó sẽ có những cái trạng thái điều chỉnh đó, Trong một vài phiên tới nó sẽ có những trạng thái điều chỉnh hoặc là theo thị trường chung Đó Theo thị trường chung thì hoàn toàn có những cái khả năng có những cái nhiều điều chỉnh nha anh chị đó thì uh, chúng ta sẽ chờ mua DC4 ở quanh những cái vùng giá là vùng giá 12 anh chị đây là những cái vùng mua của DC4 vùng giá 12 đấy ok ha rồi DC4 chúng ta canh mua ở quanh cái vùng giá 12 ở uh, đây vùng mua mua 12 Đó, chúng ta sẽ chỉ mua những cái nhịp rũ nha anh chị Thậm chí sáng mai có thể nó xanh nhẹ một chút Rồi chiều nó bị bán ngược trở lại là chuyện rất là bình thường Nên chúng ta chỉ canh mua đối với những cái vị thế Là có lợi cho chúng ta thôi đó thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta sẽ có cái mức chốt lại ở quanh cái vùng giá là 13.5 14 đấy và cái vùng chúng ta cần phải quản trị à, xin lỗi anh chị để em tách ra nhiều màu khác nhau nhé Ok vùng mua 11.8 12 chốt lại 3.5 14 tím để cho mọi người dễ hình dung Ok vùng mua 1.514 và cắt lỗ quản trị rủi ro khi mà nó đánh mất cái vùng đóng nến mất giá 11 Màu đỏ Ok ha mọi người đó Thì đây là một cổ phiếu Mà em đánh giá là cũng tương đối khá là tốt Khi mà xu hướng của nó AD bắt đầu cắt lên 40 rồi Và à, D cộng cũng đang ở cái vùng 33 Có nghĩa là nó vẫn ủng hộ cho xu hướng tăng Nếu mà DI cộng Bắt đầu hướng lên vùng 40 luôn Thì nó sẽ vào một cái xu hướng tăng rất là mạnh Ok ha Và lúc đó có thể là chúng ta nếu mà nó tăng Bước qua những cái đỉnh trước Thì chúng ta hoàn toàn có thể giữ cho một cái nhịp dài hơn giống như DC4 anh chị, DC4 đi thời điểm hiện tại nè. nhưng à, những khung đồ thị ngày nó đang có những trạng thái hợp bích rồi. ở à, đang có những trạng thái hợp bích nha, nếu mà nó vượt qua cái vùng đỉnh vùng đỉnh này à những cái vùng đỉnh quanh cái vùng 12.9 thì hoàn toàn nó có cơ hội nó sẽ tạo ra một cái trạng thái là bứt phá tiếp tục đi lên anh chị, đó với lại hai dao một kiếm đi lên ở à, khung tuần nè khung tuần bây giờ nó chỉ cần vượt qua cái vùng 12.8 12.9 thôi hoàn toàn nó sẽ tạo ra một trạng thái tăng mạnh đấy ok ha đây sáng, sáng mai vẫn có khả năng là nó vẫn sẽ xanh anh chị nó vẫn sẽ xanh nhưng mà sau đó nó sẽ có những cái nhịp đủ bỏ nhẹ để quay trở về ok để mình xem lại thêm khung một giờ xem nó như thế nào nha anh chị Tại vì những nhóm bất động sản nó hơi yếu ở thời điểm hiện tại nên chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều phương pháp để sẽ 4 Ok Rồi với cái trạng thái này của khung 1 giờ thì khả năng nó còn tăng được đến 1, 2, 3, 4 bật tăng phiên cuối giờ này thì khả năng nó vẫn còn tăng được đến 1, 2, 3, 4 tới chiều ngày mai Ở chiều ngày mai thì nó sẽ có những cái nhịp rung lắc từ từ anh chị ha chúng ta chỉ cần đợi thôi và nếu mà anh chị em mà nếu mà gọi là không muốn quá căng ke về giá mua thì mọi người có thể mua ở những cái vùng giá 12.2 quanh 12.2 một nửa đó nhưng mà mình thì chỉ muốn mua cổ phiếu bất động sản ở những nhịp rũ nên mình lưu ý trước với mọi người nha ok ha dc4 anh chị em nào không căng ke về giá thì mọi người cứ thoải mái Thậm chí có vùng giá tham chiếu hoặc đỏ ngày mai thì mọi người có thể lấy trước và mọi người gia tăng khi mà nó điều chỉnh ru bỏ. À, lúc đó hàng về chúng ta sẽ xem xét anh chị ha. Full thì nó mới bắt đầu vào cái giờ nến 1 giờ thôi. Ok rồi đó là cổ phiếu DC4. Đối với cổ phiếu số 2 mà em có chia sẻ với người ngày hôm nay là cổ phiếu HS. Thì đây là một cổ phiếu nó đã test thành công và gần như là nó đi nó đáp ứng đủ những cái mẫu hình mà mình có chia sẻ với mọi người đúng không tích lũy hướng xuống nè thì ở thời điểm hiện tại chúng ta không còn những cái lợi thế về cái giá mua của HHS nữa nha anh chị về cái giá mua HHS chúng ta không còn những cái lợi thế đó nữa bắt buộc đối với HHS này thì ngày hôm nay nó dư bao nhiêu nó dư trần nhiều đấy nó dư trần nhiều đấy sổ lệnh 340 384 ngàn Ok thì con này khả năng sáng mai chỉ xanh nhẹ thôi Tổng khối lượng khớp là hơn 10 triệu Nó không có đáng với cái số lượng này đó Và gặp chốt lời rất là lớn ha Ở những cái vùng đỉnh cũ thì HHS gặp Đỉnh lịch sử thì nó có những cái áp lực chốt lời rất là lớn Rồi HHS Ok HHS thì bây giờ nó sẽ có những cái nhịp tăng đó Thì chúng ta phải đợi Con này thì bắt buộc chúng ta phải đợi nha anh chị Đợi nó test lại đó, nó test lại đâu đó khoảng cái vùng giá là quanh vùng giá 11 tới 11.2 là những cái vùng mà chúng ta có thể mở mua được. Đó chúng ta có thể mở mua được và à, với những cái target thời điểm hiện tại thì HHS nó hoàn toàn là nó là một cổ phiếu à, rất là khỏe chứ. Rất là khỏe ha, anh chị tuần tháng độ tiên tháng nó gần về tới cái đỉnh lịch sử của nó rồi thì con này hôm nay nó xác nhận nó đi vào cái nhịp nước rút rồi nha ngày hôm nay cổ phiếu hhs là nó đã uh, xác nhận là nó đi vào cái nhịp nước rút rồi và chính thức là con này nó đang ở trong cái pha d của nó rồi à, thì với hhs thì mọi người nên chú ý là cái nhịp nước rút thì nó có thể là về tới đỉnh của nó bắt đầu nó tích lũy trở lại nha thì chúng ta sẽ có một cái nhịp đánh một cái nhịp đánh đối với HS lên những cái vùng giá là 10 quanh 14 quanh 14 anh chị à, còn tới đó nó có đi tiếp được hay không thì chúng ta có thể là quan sát tiếp quanh quanh 14 Nên công ty là là công ty mẹ thì nó cũng không có được cái mức tăng mạnh mẽ như là HS Ok vùng mua 11 11.2 chốt lãi vùng 14 và vùng 15 anh chị đó quản trị rủi ro đối với cổ phiếu này nó đã tăng rất là nóng và nếu anh chị em mua đúng cái vùng này giúp em thì chúng ta đặt quản trị rủi ro khá là dễ dàng đó. có nghĩa là khi mà nó đóng nến nó mất đi cái vùng giá yeah, trước đó nó rũ bỏ qua những cái vùng đỉnh trước đó của nó ok ô oh, xin lỗi anh chị ok ha thì con này bây giờ chúng ta sẽ đặt nó cái chỗ là mất 10.7 đóng đến mất 10 ok đóng đến mất 10.6 thì chúng ta sẽ xử lý con này đó thì một cái target đâu đó khoảng 5 phần trăm lỗ thì chúng ta cắt 5 phần trăm ở đây thì mình chỉ khuyến nghị ở quanh những cái vùng giá mà mình đưa ra cho mọi người trong cái nhịp rủ của nhóm bất động sản nha chứ còn thời điểm hiện tại thì gần như là chúng ta sẽ không có mua đuổi đối với cổ phiếu này tại vì nó đã qua cái điểm mua uh, xác nhận này ở đây thì ngày hôm nay thì nó mở gáp nó tăng luôn anh chị Đó. thì tại cái điểm này là ngày hôm qua nếu mà anh chị em đánh có thể đặt cược nhưng mà mình thì muốn đợi những cái tín hiệu rõ ràng hơn ok ha quản trị rủi ro đóng nến ngày mất 11. a10.6. À, ok. Rồi, đó là hai cổ phiếu mà mình có chia sẻ với mọi người nha. Đây hai cổ phiếu của nhóm bất động sản nhỏ thì mọi người chú ý được. Con HS này nó đã vào nhịp nước rút. Đó, xác nhận xác định với nhau là nó đã vào nhịp nước rút nha anh chị. À. Ok nó đi vào nước rút rồi nè Bắt đầu là ADX không tuần lên 60 luôn anh chị ha. Con này thì chúng ta chỉ đánh ngắn Và thoát ra sớm khi mà Chống đạt những cái ta ghét ha Sợ ở đây là 12.9 Sợ dữ liệu ở đây nó lại khác ta À, nó từ bên này là anh chị Ok ha Rồi ừ, Nó từ những cái thời điểm 2016 lần Ok 10 bộ do Ok vậy cũng khá là xa Thì thời điểm hiện tại chúng ta sẽ đặt cái target thấp lại ha Đó. 14 Vùng 14 ha anh chị cái dòng tiền đang ở cực dương không đồ thì tuần tuy nhiên là không tuần đã bắt đầu là nó có những trạng thái là nó có những cái sự rủi ro ở à, rủi ro về um, rsi ở những cái vùng quá bán nhưng mà dòng tiền thì nó vẫn chưa nhanh thì dòng tiền nó vẫn chưa rsi khả năng nó vẫn còn tăng đó, nhưng mà nó có khả năng xuất hiện phân kỳ bất cứ lúc nào ra nên mọi người nên cẩn thận với với nó nha còn macd thì chưa đâu anh chị Macd con này khả năng nó tạo tới ba đỉnh lần, Đã, nó chưa có những tín hiệu, Đã, nên chúng ta tham gia ngắn và trong những cái nhịp rũ, ok. Rồi, ok rồi trước, bây giờ thì cũng mình sẽ up cái video này lên và gửi đến mọi người. Những cơ hội đầu tư thì mình đánh giá cao hơn con DC4 về cái tính an toàn. Nên mọi người có thể suy xét nha. Rồi, chúc mọi người có một cái nhịp đầu tư thành công với những cổ phiếu này nha mọi người. Ok với mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. À, và mọi người nhớ để lại một like, một lượt subscribe kênh. Và comment lại, thả những cái quả tim cho em phát dưới video. À, và để lại những câu hỏi mọi người quan tâm nha.